Dạ dạ đây 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 rồi chú Năm giới thiệu lâu lên ly đấy nó mới chuyên ly lên ly đấy. Đầy bôi thấy luôn lưng nè. Rồi bằng khách rồi mình ra phòng sau. Sau có một bàn nữa. Đây. Khách VIP. Bên kia nãy giờ thấy ăn. Bên kia nãy giờ thấy ăn không? Không ai giới thiệu gì hết. Chăm chú quá. Chắc quen mặt hết không mà giới thiệu gì. Chủ yếu nó đủ cái tù rồi chứ. Vô một cái nhanh anh sơm sơm. Đây nè, đây nè. Đó, ở. Đó, Úc Hợ. Đặc biệt giới thiệu.
đây là một đống cái cảnh này là để dạ để chuẩn bị làm lên thành cây đẹp mua sẵn á. Dạ vâng, mùa đây là đang mùa mưa, cây trái mọc xum xuê. Có cây này là đẹp nè, mỗi cây mỗi giá. Đây đó, cây này là cây dáng gió lùa. Đây ở đây nhìn dễ thấy hơn đó. Năm năm mới xong một tác phẩm như vậy. Cây đủ dở dạng hình hài hết. Ăn chưa? Đó, bảo á, bảo rồi.